Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một số vụ cháy, đặc biệt là các vụ cháy nổ tại nhà ở kết hợp nơi sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, gây nên những thiệt hại đáng kể. Càng gần đến thời điểm cuối năm, số lượng hàng hóa và công việc sản xuất kinh doanh cũng nhộn nhịp hơn nên dễ khiến các hộ này chủ quan sơ hở. Nhằm xây dựng ý thức chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhiều địa phương của thành phố đã tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra giúp giảm thiểu hậu quả về cháy nổ có thể xảy ra. Một buổi kiểm tra thực tế về công tác phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình của anh Vương Trung Chành, kinh doanh các thiết bị điện nước trên địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Nhìn sơ qua thì hàng hóa cũng như các mặt hàng kinh doanh của anh Chành bày bán khá gọn gàng. Nhưng khi đoàn công tác của phường kiểm tra thì vẫn vấp phải những sai sót như việc đặt các thiết bị trưng bày còn quá sát, dễ gây ra cháy nổ. Thấy mấy anh cũng mong với phường với bên công an chữa cháy cũng tới nhắc nhở thì mình thấy mình cũng rất là rút ra kinh nghiệm để mình xử lý cho nó nhanh nhạy. Không chỉ có các hộ kinh doanh ở ngoài mặt đường, khu vực rộng, thoáng, thì vẫn có nhiều nhà ở kết hợp làm nơi sản xuất nằm sâu trong khu dân cư nên tiềm ẩn những nguy cơ. Là nhân viên của cơ sở sản xuất Hương, anh Trần Quang Nhiều đã được tập huấn nhiều lần về công tác phòng cháy chữa cháy nhưng cũng không chủ quan vì anh biết hậu quả của cháy nổ trong khu dân cư là rất lớn. Phòng cháy chữa cháy rất quan trọng. Cháy đâu phải là cháy ở đây, đang cháy lan ra hết. Khi mà mình không có kịp là cháy lan nguy hiểm. Vậy bọn em đã chữa nhiều chỗ rồi. Là khu vực giáp ranh các địa phương, tập trung một lượng lớn các hộ dân có nhà ở kết hợp làm nơi sản xuất, kinh doanh. Ủy ban Nhân dân phường Hòa An đã chỉ đạo công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân về những tồn tại, hạn chế ở cơ sở để có hướng khắc phục, không để cháy nổ ảnh hưởng gây hậu quả nghiêm trọng. Rà soát thì trên địa bàn phường Hòa An có khoảng 300 hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thì qua công tác kiểm tra thì chúng tôi thấy là người dân là vẫn còn là lơ là chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đơn cử như là những cái lối thoát nạn thì người dân hay là chắc đồ là che chắn mất cái lối đi. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền người dân về công tác phòng cháy chữa cháy tại các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ khi công tác phòng cháy chữa cháy được chính quyền các địa phương thành phố tiếp nhận, quản lý, đã thu được những hiệu quả tích cực khi số vụ cháy có xu hướng giảm dần. Bên cạnh sự chủ động của các lực lượng chức năng, thì các hộ dân có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh vẫn nên thường xuyên đề cao cảnh giác, sử dụng nguồn lửa, nhiệt an toàn để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính mình và những người xung quanh.